Vòng 1 của khúc Tín Xưa với sự tranh tài của 138 thí sinh, bằng sự công tâm và chính xác dựa trên kết quả điểm số, ban tổ chức, ban giám khảo đã chọn ra được 41 thí sinh có chất giọng, phong cách biểu diễn tốt nhất để đi tiếp vào vòng 2. Vòng 2 của chương trình hứa hẹn sẽ mang đến cho quý vị khán giả những giọng ca xuất sắc với những phần biểu diễn sâu lắng và nhiều cảm xúc. Mời quý vị và các bạn đón xem vòng 2 khúc Tín Xưa QRTV được phát sóng vào lúc 21:50 thứ 6 hàng tuần trên sóng truyền hình Quảng Trị